Một người dương tính với nCoV, 2.000 người trong hẻm phải lấy mẫu xét nghiệm. Sáng mùng 2 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM HCDC thông tin về ca dương tính với nCoV, cư ngụ ở hẻm 436 Cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3. Người này là nhân viên làm việc tại công ty Thiên Tú, số 1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình và là F1 của bệnh nhân COVID-19 đã được cách ly trước đó. HCDC cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm Y tế quận 3 cùng với các lực lượng chức năng của địa phương đã xuống hiện trường, phong tỏa cả hai ngã đường ra vào của hẻm 436 Cách mạng tháng 8. Lực lượng chức năng cũng tiến hành điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc. Trong hẻm có khoảng 2.000 người dân sinh sống, trong đó có 9 người là F1 sống cùng khu trọ với bệnh nhân, 22 trường hợp sống tại các nhà liền kề sẽ được lấy mẫu đơn xét nghiệm và những người dân sống trong cùng con hẻm sẽ được lấy mẫu gộp xét nghiệm. Thưa quý vị, phải làm việc liên tục mỗi ngày trong thời tiết nắng nóng cực độ để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Truy vết, nhiều nhân viên y tế đã ngất xỉu vì kiệt sức. Vậy Bộ Y tế đã có những giải pháp như thế nào để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho đội ngũ nhân viên y tế trong điều kiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C? Ngay sau đây là những chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, hiện đang làm trưởng bộ phận thường trực của Bộ Y tế, đóng quân tại Bắc Giang để giúp địa phương này chống dịch COVID-19. Đây là hình ảnh một nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu do làm việc trong điều kiện bảo hộ nghiêm ngặt, thời tiết nắng nóng khi đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Giang. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trong thời tiết rất khắc nghiệt như hiện nay, nhiệt độ ngoài trời từ 39 đến 40 độ C đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nhân viên y tế, sinh viên làm việc trực tiếp ngoài cộng đồng. Đây là một cái sự quan ngại hết sức lớn của bộ phận thường trực để đảm bảo được sức khỏe cho các nhân viên y tế, các em học sinh, sinh viên đến để tham gia cùng phòng chống dịch tại COVID-19 tại Bắc Giang. Chúng tôi cũng đã có một số chỉ đạo và yêu cầu tất cả các cái đoàn công tác là phải đảm bảo, thứ nhất là cái sức khỏe được bồi dưỡng về mặt dinh dưỡng và một số các cái loại nước uống sẵn sàng để cho các em có thể sử dụng để nâng cao cái sức khỏe. Bên cạnh đó thì cái thời gian lấy mẫu ở tại cộng đồng chúng tôi cũng đã yêu cầu các đoàn là phải bố trí từ sáng sớm cho đến 9 giờ và buổi chiều thì chúng ta bắt đầu tiến hành từ 7 giờ cho đến 11 giờ tối. Trước những ý kiến cho rằng nhân viên lấy mẫu xét nghiệm không cần mặc trang phục bảo hộ kín mít như vậy, Bộ Y tế khẳng định việc mặc trang phục bảo hộ là cần thiết nhưng sẽ thử ngay thiết bị làm mát để bảo vệ sức khỏe nhân viên y tế trong trời nắng nóng. Các cái ý kiến mà cho rằng là không cần thiết trong cái bộ trang phục đó thì chúng tôi cũng sẽ lưu ý và cũng sẽ có cái nghiên cứu. Tuy nhiên trong cái tình hình hiện giờ chúng ta mà bỏ cái bộ trang phục đó ra thì mất cái vũ khí bảo vệ cho các nhân viên y tế khi tham gia lấy mẫu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã đề nghị với cả Viện Vệ sinh Lao động là trong cái nghiên cứu của viện thì có một số cái bộ có thể là thổi khí từ bên ngoài vào trong cái bộ trang phục bảo hộ và nó sẽ làm giảm nhiệt, hạ nhiệt cho cái bên trong cái trang phục bảo hộ. Cũng trong sáng nay, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế đã họp cùng các chuyên gia, thống nhất việc thay bộ đồ bảo hộ và dùng quạt mát công nghiệp thổi là không khả thi. Theo ý kiến từ Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, giải pháp thông gió cá nhân sử dụng quạt đeo là khả thi nhất, giúp không khí đối lưu trong khi mặc đồ bảo hộ, giảm nóng hay khó chịu. Ra Chi viện Bắc Giang, bác sĩ Trần Thanh Linh, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ áp lực với diễn biến dịch lần này. Khi mà số bệnh nhân nặng tăng nhanh, trẻ tuổi, phổi trắng xóa chỉ sau vài ngày, chuyển biến nặng đột ngột. Bác sĩ này cũng cho biết đợt dịch lần này khác biệt với dịch COVID-19 tấn công Đà Nẵng trước đó. Bác sĩ Linh đánh giá, đặc thù của đợt dịch ở Bắc Giang là gây tổn thương phổi rất nhanh so với những đợt trước. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, những bệnh nhân trẻ hầu như không có triệu chứng, không có hình ảnh tổn thương phổi hoặc phải chụp CT mới thấy rõ tổn thương, còn lần này chỉ mấy ngày sau chụp X-quang là thấy phổi trắng xóa. Một khó khăn nữa trong công tác hồi sức tích cực vì ranh giới bệnh nhân nặng diễn biến, tới nguy kịch rất nhanh. Nếu không theo dõi sát, không chủ động thì tử vong dễ xảy ra. Các bác sĩ điều trị quyết tâm phải cứu bằng được các bệnh nhân trẻ nên càng phải cố gắng, kiên quyết không để tử vong. Đánh giá về diễn biến bệnh nhân COVID-19 đợt này, Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng cho rằng bệnh nhân diễn biến nhanh,
chuyển biến nhẹ sang nặng đột ngột, điều trị khó khăn. Trong các ca bệnh COVID-19, 80% bệnh nhân ít diễn biến, biểu hiện nhẹ, chỉ điều trị nâng cao thể trạng, đảm bảo không lây nhiễm chéo. 20% còn lại, 10% có thể diễn biến nặng, 5% diễn biến thành rất nặng, phải có chiến lược cho số bệnh nhân này. Liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp, TP.HCM gây lây lan dịch COVID-19, Bộ Nội vụ khẳng định hội thánh này không phải tổ chức tôn giáo và người đứng đầu không phải mục sư. Do đó, Bộ Nội vụ đề xuất rút cấp giấy phép hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Theo Bộ Nội vụ, Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng chỉ đăng ký hoạt động cấp phường. Đây chưa phải là một tôn giáo được công nhận với tư cách pháp nhân. Hai người đứng đầu hội thánh này chỉ là mục sư tự nhận. Nếu là mục sư theo quản lý của nhà nước thì sẽ được xem là chức sắc tôn giáo. Bộ Nội vụ cho biết thêm, điểm nhóm này hoạt động hợp pháp, đăng ký theo đúng quy định của chính phủ. Về xử lý, đại diện Bộ Nội vụ cho rằng, TP.HCM rất kịp thời khi khởi tố vụ án lây lan dịch liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Ngày 1 tháng 6, Sở Nội vụ đã có đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố tạm đình chỉ hoạt động tôn giáo ở đây để phục vụ điều tra dập dịch. Tuy nhiên, bộ này cho rằng cần có xử lý cao hơn với hội thánh này ở mức có thể rút giấy phép xóa tên điểm nhóm. Cần tìm mọi giải pháp để có vaccine sớm nhất. Mọi vướng mắc phải được tháo gỡ ngay. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở chính phủ. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tất cả các vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép. Dù nhà sản xuất chưa làm thủ tục xin cấp phép, cấp số đăng ký tại Việt Nam thì vẫn được nhập khẩu. Đối với những vaccine mà Tổ chức Y tế Thế giới chưa cấp phép nhưng đã được các nước cấp phép sử dụng, thì khi có đơn vị tiếp cận được, Bộ Y tế sẽ cấp phép ngay. Hiện có nhiều doanh nghiệp, hiệp hội tham gia tài trợ quỹ vaccine phòng COVID-19. Về lâu dài, cũng như nhiều loại vaccine khác, sẽ có vaccine miễn phí theo chương trình tiêm chủng mở rộng của Bộ Y tế và vaccine dịch vụ theo nhu cầu, khả năng chi trả của một bộ phận nhân dân. Việt Nam hoàn toàn là tuân thủ cái nguyên tắc công bằng tiếp cận trong vaccine, nhất là trong cái lúc khan hiếm như thế này. Thế nhưng mà tất cả các cái đối tượng mà được chính phủ đánh giá là có rủi ro thì sẽ được ưu tiên tiêm. Và những đối tượng đấy thì vừa qua là Ban Chỉ đạo Quốc gia đã yêu cầu là bổ sung tất cả người lao động trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế cần tập trung cao độ để chuẩn bị khi có vaccine, tổ chức tiêm chủng kịp thời, an toàn, đặc biệt khi có lượng vaccine lớn được dự kiến sẽ nhập khẩu vào quý 4 năm nay.